Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối Chủ nhật ngày 8 tháng 9 của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin tối nay sẽ tiếp tục dành thời lượng cập nhật về áp thấp nhiệt đới sau bão số 3 và công tác khắc phục hậu quả sau bão ở các địa phương chịu ảnh hưởng. Vâng, thưa quý vị, gió giật kèm theo mưa lớn trong siêu bão mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông đã tàn phá nặng nề các tỉnh thành miền Bắc của nước ta. Thống kê cho đến 17 giờ chiều ngày hôm nay thì có ít nhất 22 người đã thiệt mạng và mất tích. Thiệt hại về tài sản là rất lớn. Đáng lo ngại khi hoàn lưu sau bão đang gây mưa lớn trên diện rộng tại khu vực miền Bắc, nguy cơ rất cao xảy ra lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết tới quý vị trong bản tin tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, và sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Chính phủ đã họp với các bộ ngành và 26 địa phương nhằm đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Theo các báo cáo, bão số 3 là cơn bão rất đặc biệt, duy trì cấp độ siêu bão trong thời gian rất dài, khoảng 30 giờ, tăng cấp nhanh trong thời gian ngắn và thời gian lưu bão trên đất liền kéo dài, diễn ra trên diện rộng. Các ý kiến tại hội nghị đánh giá công tác dự báo bão lần này rất sát. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành địa phương đã chỉ đạo các biện pháp ứng phó và tổ chức thực hiện rất quyết liệt, kịp thời, đúng và trúng. Thủ tướng đã ban hành 3 công điện khẩn, quyết định thành lập ban chỉ đạo tiền phương tại thành phố Hải Phòng. Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành liên quan đã liên tục họp, chỉ đạo và đi kiểm tra thực tế tại các địa phương. Công tác thông tin truyền thông được chú trọng. Đặc biệt, Đài Truyền hình Việt Nam đã tăng cường phát tin với thời lượng 1 tiếng một bản tin. Đến 10 giờ hôm nay, sơ bộ thiệt hại bước đầu đã có ít nhất 14 người thiệt mạng, gần 200 người bị thương và 13 người mất tích do bão số 3. 25 tàu bị chìm tại nơi neo đậu. Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương bị mất điện, mất liên lạc sóng điện thoại trên diện rộng. Gần 3.300 nhà bị hư hỏng, hàng trăm cột điện, cột viễn thông bị gãy đổ, cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt tại nhiều tỉnh thành. Hơn 120.000 hecta lúa và hoa màu bị ngập, hư hại. Hơn 1.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cơn bão số 3, cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên Biển Đông, đã gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân bị ảnh hưởng, bị thương bởi bão số 3. Chia buồn sâu sắc với các gia đình có người thiệt mạng do bão. Đồng thời, biểu dương các bộ ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia ứng phó bão số 3. Cảm ơn nhân dân, doanh nghiệp đã chấp hành sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cơ quan chức năng, hỗ trợ nhau phòng chống và khắc phục hậu quả cơn bão. Thủ tướng đã nhấn mạnh 5 mục tiêu quan trọng phải triển khai ngay. Thứ nhất là tập trung cứu người, rồi rà soát xem cái số người mất tích này như thế nào. Cái thứ hai là cứu chữa những người bị thương, nhất là người bị thương nặng đang nằm trong bệnh viện. Và cái thứ ba là giải quyết cái hậu sự cho những người xấu số. Cái mục tiêu thứ hai là không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở và không để các cháu học sinh phải thiếu lớp, thiếu trường. Không để người bệnh không có chỗ để khám chữa bệnh trong lúc bị thương, trong lúc ốm đau. Cái mục tiêu thứ ba là khắc phục cái sự cố về điện, về nước, về viễn thông và các cái dịch vụ khác thiết yếu cho lãnh đạo chỉ đạo, rồi cho sản xuất kinh doanh và cho các cái dịch vụ của người dân. Thứ tư là khẩn trương thống kê lại cái thiệt hại một cách chính xác, khách quan để rồi từ đó có cái giải pháp cho nó phù hợp, hiệu quả, kịp thời. Cái mục tiêu thứ năm là tập trung phòng chống cái hoàn lưu bão này, mưa lũ, rồi sạt lở, lũ ống, lũ quét, rồi sụt lún. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương theo thẩm quyền chủ động tích cực triển khai các công việc để khắc phục hậu quả cơn bão. Trong đó, sử dụng dự trữ cho phòng chống thiên tai để các hoạt động trở lại bình thường, tập trung sửa chữa trường, lớp học, xuất cấp dự trữ để khắc phục các vấn đề cấp bách về ăn ở, học tập, khám chữa bệnh của người dân. Đồng thời, đề xuất hỗ trợ của Trung ương từ ngân sách dự phòng. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước chủ trì xử lý, quyết định hoàn thành việc này trước 18 giờ hôm nay và sau đó tiếp tục bổ sung nếu cần thiết. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các địa phương xuất cấp ngay gạo dự trữ hỗ trợ người dân, nhất là gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cần bao nhiêu, xuất bấy nhiêu. Quan trọng là phải thống kê chính xác, minh bạch, tránh xảy ra tiêu cực. Thủ tướng cũng chỉ ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng, đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là bí thư, chủ tịch địa phương phải bám sát tình hình, quyết liệt, dứt khoát, có trọng tâm, trọng điểm. Các bộ ngành địa phương đơn vị phải chấp hành nghiêm chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, chủ động, tích cực sáng tạo trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Huy động 4 tại chỗ triệt để, diễn tập thường xuyên, chuẩn bị dự trữ đầy đủ và làm công tác thông tin tuyên truyền.
Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kêu gọi người dân, doanh nghiệp, cơ quan địa phương không bị thiệt hại, hỗ trợ cho những người những nơi bị thiệt hại, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, có của góp của, có công góp công, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta. Tiếp đó, vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra nắm tình hình thiệt hại và chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão. Tại tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến hiện trường, thị sát, nắm tình hình thực tế, thăm hỏi, chia sẻ với người dân, chủ hộ kinh doanh trước những thiệt hại nặng nề nhất trong nhiều năm trở lại đây do bão số 3 gây ra. Đồng thời, động viên các lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên, công nhân môi trường đang làm nhiệm vụ dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão. Tính đến 12 giờ hôm nay, tại Quảng Ninh, bão đã làm 4 người thiệt mạng, 157 người bị thương, gần 20.000 ngôi nhà bị tốc mái, gần 1.300 cột điện và 70% cây xanh bị gãy đổ, hơn 1.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, 2 trạm điện, 3 trạm viễn thông bị hư hỏng, khiến hệ thống thông tin liên lạc toàn tỉnh bị ngắt kết nối, không liên lạc được và mất điện trên diện rộng. Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ninh trong phòng chống khắc phục hậu quả bão số 3. Trong đó đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành. Cảm ơn người dân, doanh nghiệp đã tuân thủ nghiêm chỉ đạo và đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng. Những ngày tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, các đoàn thể chính trị xã hội, mặt trận tổ quốc để khắc phục hậu quả của cơn bão, tiếp tục rà soát thiệt hại để có phương án hỗ trợ phù hợp, hiệu quả, tập trung cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích, chủ động ứng phó với hoàn lưu sau bão, đảm bảo an ninh, an toàn, an dân, sớm đưa học sinh trở lại trường học. Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng huy động lực lượng ở tất cả các tỉnh thành gần nhất tham gia hỗ trợ, làm các công việc có thể làm được. Tập đoàn điện lực nhanh chóng khôi phục lưới điện, các tập đoàn viễn thông phải khôi phục ngay hệ thống thông tin liên lạc. Các ngân hàng đánh giá kỹ thiệt hại, nghiên cứu phương án hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi, cơ cấu khoản vay cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại. Các cơ quan thuế nghiên cứu chính sách miễn, giãn, hoãn thuế. Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương khắc phục sự cố tại các tuyến đường bị sạt lở. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành chức năng hướng dẫn Quảng Ninh và các địa phương trong các vấn đề liên quan đến đấu thầu, mua sắm trong điều kiện cấp bách, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn hỗ trợ người dân nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do bão. Nhân dịp này, Thủ tướng đã đến thăm hỏi động viên các bệnh nhân bị thương do bão số 3 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, trong đó có những người tham gia chống bão. Thủ tướng đề nghị tỉnh có hình thức khen thưởng, động viên phù hợp, kịp thời đối với những người bị thương khi tham gia cứu hộ, cứu nạn trong bão. Một cách đây ít phút, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã di chuyển đến thành phố Hải Phòng để nắm tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ gửi đến quý vị ngay sau khi nhận được tin từ nhóm phóng viên. Và trong chiều nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại tỉnh Nam Định và Thái Bình. Phó Thủ tướng đánh giá cao tỉnh Nam Định đã chủ động quyết liệt trong ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão, đặc biệt các cấp ủy, chính quyền đã thông tin sớm, giúp nhân dân nắm bắt và chủ động thực hiện sớm việc các giải pháp phòng chống, nhất là sơ tán 2.000 người dân ra khỏi những căn nhà yếu, nhà thuộc diện nguy hiểm, không để xảy ra thiệt hại về người. Phó Thủ tướng nhấn mạnh cơn bão lần này là phép thử cho thấy tinh thần cảnh giác không chủ quan của hệ thống chính trị và người dân vùng đồng bằng sông Hồng, nơi 30 năm nay không có bão lớn. Tinh thần này cần phát huy trong những ngày tới để ứng phó với hoàn lưu của bão. Tại Thái Bình, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương tập trung cứu hơn 11.000 hecta lúa và hoa màu bị úng ngập, trong đó 5.000 hecta có nguy cơ thiệt hại 70%. Đến sáng nay, điện đã có trở lại để vận hành các trạm bơm hoạt động liên tục trong 3 ngày tới cứu lúa và hoa màu. Trong chiều nay, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra tại Hải Dương, Phó Thủ tướng Lê Thành Long biểu dương nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phòng chống bão, chia sẻ với địa phương về những thiệt hại do bão gây ra, nhất là thiệt hại trong nông nghiệp và nhiều công trình hạ tầng bị bão làm hư hỏng. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Hải Dương tiếp tục tập trung cao độ, triển khai các biện pháp khắc phục, sớm đưa cuộc sống của người dân, doanh nghiệp trở lại cuộc sống bình thường.
Kiểm tra việc khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra tại tỉnh Hòa Bình, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước đã chia sẻ và thăm hỏi chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình người bị nạn, đồng thời yêu cầu địa phương khẩn trương hỗ trợ kinh phí để giúp gia đình nạn nhân lo mai táng, cùng với đó là nhanh chóng dựng lại nhà để người dân sớm ổn định lại cuộc sống. Thị sát những khu vực sạt lở khác, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hòa Bình khẩn trương huy động máy móc, phương tiện và nhân lực nhằm khắc phục nhanh các tuyến đường bị sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt và kịp thời tiếp cận hỗ trợ các vùng bị chia cắt nếu có. Chiều nay, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã đến kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại tỉnh Yên Bái. Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác chủ động trong phòng chống thiên tai của tỉnh, nhất là việc huy động lực lượng, công tác chỉ đạo của địa phương trong phòng chống mưa bão để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân sau bão, nhất là các biện pháp phòng chống lũ quét, sạt lở đất. Phó Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh Yên Bái cần đảm bảo an toàn hồ đập, dự phòng các phương án ứng phó với hoàn lưu và các cơn bão tiếp theo. Thưa quý vị, cơn bão lịch sử số 3 đổ bộ vào miền Bắc ngày hôm qua với sức tàn phá khủng khiếp. Trước khi đi vào Việt Nam, bão ở cấp 16, 184 đến 201 km/h, giật trên 17, nghĩa là 202 đến 220 km/h. Khi đi vào vịnh Bắc Bộ và đất liền của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, bão số 3 ở cấp 14 là từ 150 đến 166 km/h, giật cấp 17, từ 202 đến 220 km/h, gây thiệt hại nặng nề hạ tầng kỹ thuật, đô thị của nhiều địa phương ven biển và thủ đô Hà Nội. Và từ đêm qua, như chúng tôi đã thông tin, hoàn lưu trong và sau bão còn chút mưa xối xả từ 200 đến 500mm xuống nhiều nơi. Hậu quả nước lũ dâng nhanh, gây ngập lụt sâu trên diện rộng ở nhiều tỉnh phía Bắc. Vâng. Mời anh Tiến Anh cùng quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi cái biểu đồ sau đây để có thể hình dung rõ hơn là mưa bão đã xảy ra với cường độ, quy mô lớn và sức tàn phá đến như thế nào. Tính đến thời điểm này thì Yên Bái đang là nơi hứng chịu mưa lớn nhất do hoàn lưu của bão. Tổng lượng mưa ghi nhận ở Trạm Tấu là lên tới 448mm. Mưa trong 2 ngày mà lượng mưa vượt gấp đôi so với tổng lượng mưa trung bình nhiều năm của tháng 9. Tiếp đến phải kể đến chính là Vân Hồ Sơn La. Quý vị có thể thấy lượng mưa ghi nhận là khoảng 316mm, tức là gấp gần 3 lần lượng mưa trung bình tháng 9 là 131mm. Ngoài ra thì một loạt các địa phương khác chẳng hạn như là Lào Cai, Bắc Giang hay là Lạng Sơn thì cũng ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn từ 219 cho đến 291mm, đều vượt xa tổng lượng mưa trung bình của tháng 9. Dù vậy, đây mới là lượng mưa trong 2 ngày cao điểm đầu tiên và dự kiến là do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới thì đợt mưa này sẽ còn tiếp tục dồn dập ít nhất trong 3 ngày nữa, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực miền núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp. Theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi thì do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trong 2 ngày vừa qua tại tỉnh Yên Bái đã có mưa to đến rất to kèm theo gió lốc. Tính đến 5 giờ chiều nay thì mưa lũ đã làm cho ít nhất là một người thiệt mạng do sập nhà ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Toàn tỉnh có gần 570 nhà bị sập đổ tốc mái. Trên 950 hectare cây trồng, chủ yếu là lúa cuối vụ đã bị thiệt hại. Về giao thông thì nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn bị sạt lở, tập trung ở các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Mù Cang Chải. Trong đó quốc lộ số 32 sạt lở 3 vị trí với khối lượng lớn đang được xử lý để thông xe. Nhiều công trình công cộng, thủy lợi, kè, cột điện và hệ thống thông tin liên lạc bị ảnh hưởng. Trong đêm qua và rạng sáng nay thì các địa phương trong tỉnh đã di rời khoảng 1.500 người dân đến nơi tránh trú an toàn. Đặc biệt tại xã Bản Bù, huyện Trạm Tấu thì mưa lớn trong đêm ngày hôm qua đến sáng nay khiến cho nước lũ đổ về nhanh gây ngập lụt sâu. 9 hộ dân đã bị ngập lụt mái nhà. Tại huyện Vân Hồ của tỉnh Sơn La thì mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại một số bản trên địa bàn các xã Lóng Luông, Vân Hồ, Song Khủa, Trường Xuân và Trường Khoa. Tại huyện Vân Hồ thì có 29 nhà đã bị sạt lở, ngập lụt. 55 hectare diện tích lúa đang thời kỳ cho thu hoạch và nhiều diện tích hoa màu khác đã bị ngập úng. Tại huyện Mộc Châu, mưa lớn khiến cho nhiều nhà bị ngập, nằm trong nguy cơ sạt trượt. Một số tuyến đường như là quốc lộ 6, quốc lộ 43, tỉnh lộ 102 và tỉnh lộ 104 đã bị ách tắc do ngập và sạt lở. Tại huyện Phú Yên, mưa lũ cũng đã gây ngập úng nhiều diện tích lúa mùa vụ và hoa màu của người dân.
Sáng nay, mực nước trên sông Lục Nam qua địa phận huyện Lục Ngạn của tỉnh Bắc Giang cũng đã dâng lên rất cao và vẫn tiếp tục lên nhanh, dự báo là còn cao hơn cả đỉnh lũ của năm 2008. Nước lũ tràn về đã khiến cho nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng. Nhiều địa phương trên địa bàn huyện đã bị cô lập như là xã Thanh Hải, Tân Lập, Đèo Gia bị ngập sâu vào mét nước. Theo thống kê sơ bộ thì 5 xã, 42 thôn đã bị chia cắt và hơn 500 hectare cây ăn quả, cây lâm nghiệp đã bị ngập úng, bật gốc, gãy đổ. Hiện nước lũ vẫn tiếp tục tràn về, hơn 1.000 hộ dân được di rời đến nơi an toàn. Tại các xã Cẩm Đàn, Tuấn Đạo, An Bá, An Châu, Vĩnh An, Lệ Viễn, An Lạc của huyện Sơn Động, ngập lụt diện rộng, mức nước ngập khoảng trên 1 mét ở điểm thấp nhất. Toàn huyện có hơn 300 hộ bị ngập nước, nhiều nhà đã phải di rời đến nơi khác để đảm bảo an toàn. 2/3 số xã thị trấn bị gián đoạn thông tin liên lạc do mất điện kéo dài, hệ thống viễn thông không ổn định. Tỉnh Tuyên Quang cũng đã ghi nhận 2 người bị mất tích do lũ cuốn tại xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên. Mưa lớn cũng gây ngập úng, gãy đổ trên 1.200 hectare lúa cây màu, 154 hectare cây lâm nghiệp. Một số công trình thủy lợi, đoạn đường giao thông trên địa bàn tỉnh đã bị sạt lở. 275 hộ gia đình đã phải di rời đến nơi an toàn. Mưa lớn cũng đã làm sạt lở nhiều tuyến đường trên địa bàn của tỉnh Cao Bằng. Trong đó, quốc lộ 34, quốc lộ 4A và 4 tuyến đường tỉnh bị sạt lở đất hàng trăm mét khối, gây tắc đường trong thời gian dài. Trên tuyến phía Tây gồm các huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm đang mưa to, nguy cơ tiếp tục sạt lở khối lượng lớn ở nhiều vị trí. Mưa lớn khiến cho mực nước sông Bứa, sông Thao, sông Lô và hồ Ngòi Rành ở Phú Thọ dâng lên cao. Vào chiều nay thì mực nước ở sông Bứa tại trạm Thanh Sơn đã dâng cao 27 m, trên mức báo động 3 là 1 m. Mưa lũ ở Phú Thọ đã khiến cho 2 người bị thương, 216 nhà bị hư hỏng và trên 80 hộ dân đã buộc phải di rời. Sạt lở gần 20.000 mét khối đất trên các đường giao thông, làm đổ 33 cột điện hạ thế, tốc mái một nhà xưởng. Tại tỉnh Lạng Sơn, mưa lớn trên diện rộng cũng đã khiến cho 2 người thiệt mạng, 9 người bị thương, gần 1.300 hộ gia đình bị thiệt hại tài sản và nhiều nhà văn hóa thôn, trường học, điểm bưu điện đã bị hư hỏng. 10 cột điện cao thế đã bị gãy đổ, trên 2.200 hectare đất nông nghiệp đã bị ảnh hưởng, có 113 điểm bị ngập cục bộ và chia cắt, 153 điểm sạt lở ta luy. Mực nước tại các sông chính như là Kỳ Cùng lên trên báo động 2 là 0,4 mét. Nhiều địa bàn trong tỉnh đã bị lũ quét ngập úng, sạt lở đất, gây tắc nghẽn giao thông, ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Còn tại tỉnh Lào Cai thì thôn Hòa Sử Bán 1, xã Mường Hoa, thị xã Sapa đã hứng chịu một vụ sạt lở đất kinh hoàng vào trưa ngày hôm nay. Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 1 giờ chiều nay. Một lượng lớn bùn đất từ núi cao phía sau đã sạt xuống, vùi lấp 4 ngôi nhà của 4 hộ dân thôn Hòa Sử Bán 1. Do sạt lở diễn ra quá nhanh, thế nên nhiều người đã không kịp chạy thoát. Thị xã Sapa đã huy động 80 cán bộ, dân quân tự vệ và chiến sĩ công an cùng với lực lượng tại chỗ của xã Mường Hoa đến hiện trường để cứu nạn cứu hộ. Đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6 thi thể, 9 người bị thương được sơ cứu và đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa của thị xã Sapa. Vâng, sau bão số 3, thì miền Bắc tiếp tục mưa lớn kéo dài, nhiều nơi đã xảy ra ngập lụt, sạt lở và nguy cơ sẽ còn mở rộng. Dự báo từ nay đến ngày 11 tháng 9, miền Bắc tiếp diễn mưa lớn diện rộng, trọng tâm mưa ở Trung Du và vùng núi, lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Do mưa lớn cùng một số hồ điều tiết lũ trên các sông đang dâng nhanh, dự báo đến đêm nay, sáng nay, lũ trên sông Thao tại Yên Bái, sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế, Ninh Bình, sông Lục Nam tại trạm Lục Nam, Bắc Giang sẽ đều vượt báo động 3. Ngập lụt sâu sẽ xảy ra trên diện rộng. Ngoài ra, từ nay đến ngày 10 tháng 9, các sông khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng xuất hiện lũ. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La sẽ lên mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3. Sông Bưởi, trung thượng lưu sông Mã qua Thanh Hóa sẽ lên mức báo động 2 đến báo động 3, đề phòng ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Một lần nữa xin được lưu ý tới quý vị khán giả là những ngày tới dự báo sẽ mưa rất lớn ở nhiều khu vực, nguy cơ rất cao xảy ra lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất. Và ngay cả với khu ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, dù là bão số 3 đã đi qua, song vẫn cần đề phòng hiện tượng sóng cao và nước dâng, và người dân tuyệt đối không được chủ quan để đảm bảo an toàn.
Thưa quý vị, những ngày vừa qua, ảnh hưởng của bão số 3 đã gây ra những thiệt hại rất nặng nề đối với tỉnh Quảng Ninh. Quang cảnh đường phố, các công trình kinh tế, văn hóa, xã hội là biểu tượng về sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh những năm gần đây đã bị tàn phá tan hoang bởi mưa bão. Và không ai là không cảm thấy xót xa và cầu mong cho tỉnh Quảng Ninh sớm vượt qua khó khăn này. Đến nay, tình trạng mất điện diện rộng trên toàn tỉnh vẫn diễn ra. Và lần đầu tiên, tình trạng tê liệt thông tin giữa các cấp chính quyền với các lực lượng chức năng diễn ra gần 24 tiếng đồng hồ đã khiến cho việc cứu nạn, cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Một ngày sau cơn bão số 3, dọc các con đường từ huyện đảo Vân Đồn về Cẩm Phả rồi về tới đây là thành phố Hạ Long, rất nhiều những hình ảnh như thế này. Để nói về thiệt hại của cơn bão số 3 thì sáng nay, một lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ biết thốt lên: thảm họa. Từ các trụ sở cơ quan nhà nước đến các công trình mang tính biểu tượng của Quảng Ninh được xây dựng kiên cố, nhưng sau trận bão, nhiều hạng mục đã tan hoang. Những điểm nhấn du lịch tại Hạ Long như Sun World chắc chắn phải mất nhiều tuần nữa mới có thể khôi phục trở lại. Nhiều người dân Quảng Ninh dù đã chuẩn bị tinh thần ứng phó nhưng cũng không thể ngờ sức tàn phá của cơn bão này. Gần 20.000 ngôi nhà bị tốc mái. Bây giờ thì cũng đang xử lý khắc phục thôi. Bây giờ chưa bao giờ là chứng kiến cái cơn bão nó khốc liệt như thế này. Thì em cứ chủ quan là cảm giác là Quảng Ninh mình chưa bao giờ có bị bão nào mà nó bị như thế này cả. Hầu như là nó lướt qua. Hầu hết các địa phương ở Quảng Ninh vẫn chưa có điện lưới. Gần 1.300 cột điện bị gãy đổ. Đến 18 giờ hôm nay, chỉ có một số khu vực trung tâm có điện. Hệ thống thông tin bị mất liên lạc do hơn 400 trạm phát sóng BTS bị đứt gãy hoặc do ảnh hưởng từ lưới điện. Ngay từ 20 giờ tối hôm qua và cả ngày hôm nay, Quảng Ninh đã huy động lực lượng với sự tham gia của toàn thể cán bộ công nhân viên ngành điện và các đơn vị viễn thông cùng một số địa phương khác. Em với tinh thần là trách nhiệm, hết sức và tận tâm để nhân dân nhanh có internet để sử dụng ạ. Hiện mới chỉ có một số khu vực trung tâm như Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Quảng Yên đã có mạng internet và sóng điện thoại để đảm bảo thông tin liên lạc giữa các lực lượng chức năng. Đến nay thì chúng tôi cũng tập trung ưu tiên những cái trạm BTS cả tại các khu vực trung tâm để VNPT cũng bố trí huy động toàn lực để phục vụ khắc phục những cái sự cố. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm kiếm và cứu hộ thành công 46 người bị trôi dạt trên biển và kẹt trên các đảo về bờ an toàn. Địa phương vẫn chưa có con số thống kê chính xác về những người bị mất tích hoặc mất liên lạc sau bão. 85 phương tiện vận thủy, tàu đánh cá bị chìm hoặc trôi dạt. Hơn 1.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản, những tài sản gom góp cả đời của người dân bị biến mất trong phút chốc. Tôi hiểu rằng trước tiên thì như Thủ tướng chỉ đạo là kiểm đếm tất cả những cái trường hợp mà còn chưa tìm kiếm được, tính mạng con người là trên hết. Sau đó thì thống kê tất cả những cái thiệt hại của bà con, đặc biệt là những người hành nghề nuôi biển, và có những cái chúng tôi cũng sẽ sát sao cùng với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh để kêu gọi các cái hiệp hội, các cái doanh nghiệp cũng đến san sẻ thêm. Bờ biển Quảng Ninh, gió và sóng đã lặng trở lại. Nhiều người dân đã trở lại hoạt động bình thường. Nhưng để khắc phục được những thiệt hại này, Quảng Ninh đang rất cần sự giúp sức của tất cả các bộ, ban ngành trung ương và cả sự chung tay của cộng đồng. Thành phố Hải Phòng cũng là địa phương chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3. Cũng giống như tỉnh Quảng Ninh thì bão số 3 đã làm cho thành phố này bị mất điện trên diện rộng và gián đoạn hệ thống thông tin liên lạc. Hàng trăm cây xanh đã bị ngã đổ, nhiều tuyến đường phố đã bị ngập úng. Phóng viên Quốc Sáng đang có mặt ở Hải Phòng sẽ thông tin chi tiết tới quý vị về công tác khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Vâng, thưa quý vị khán giả, với những gốc cây lớn hàng 1-2 người ôm như thế này cũng không thể trụ vững trước sức gió cực kỳ mạnh của cơn bão số 3. Và theo thống kê trên địa bàn thành phố Hải Phòng thì có tới hàng nghìn cây xanh đã bị gãy đổ, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống lưới điện, hệ thống thông tin liên lạc và hệ thống chiếu sáng của thành phố. Vì thế, dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ đang được thành phố Hải Phòng gấp rút triển khai. Tuy nhiên, khối lượng cây bị đổ ngã là rất nhiều, có những cây đường kính lớn nên công tác cắt tỉa mất nhiều thời gian. Chừng nào chưa dọn dẹp xong cây xanh ngã đổ thì điện lưới cũng chưa thể cung cấp hoàn toàn trở lại, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Cây cối đổ nhà riêng thì tốc đi. Tôi còn đang phải nấu cơm ở ngoài đường đấy. Nói chung là tất cả mọi thứ gì nó có ảnh hưởng cả.
Đấy, mà những tình trạng như này mà cứ mất điện, mất nước rồi một thời gian dài nữa thì nó đình trệ hết tất cả mọi công việc. Đấy. Đấy, bây giờ tất cả mọi cái gì nó cũng phải điện rồi. Sinh hoạt thì muốn gì nó cũng phải nước, có nước mới. Không chỉ lưới điện mà hệ thống viễn thông của nhiều nhà mạng cũng bị gián đoạn suốt 2 ngày nay do ảnh hưởng của bão, gây khó khăn trong việc thông tin liên lạc. Nhiều công trình, nhà xưởng, nhà dân, chung cư cũ cũng bị hư hại nặng nề, tốc mái do gió bão. Hiện nay nhiều người vẫn chưa thể về nhà. Trước cơn bão số 3, thành phố đã ra lệnh ứng phó khẩn cấp và di rời trên 10.000 hộ dân ra những nơi an toàn. Và hiện nay các người dân vẫn đang tạm cư ổn định và an toàn ở những trường học, nhà trẻ, những cái công trình công cộng. Thành phố có 5 nhà máy nước và 3 nhà máy nước chính đã hoạt động. 2 nhà máy nước tiếp tục sẽ chờ điện. Toàn bộ các lực lượng của thành phố Hải Phòng đều đang nỗ lực khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Dự kiến tối và đêm nay sẽ cố gắng cấp điện, cấp nước trở lại cho toàn bộ thành phố, giúp ổn định cuộc sống của người dân. Và sau bão số 3 thì nhiều tỉnh miền núi phía Bắc cũng đang phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề do ảnh hưởng của bão, đặc biệt là tình trạng lũ quét, sạt lở đất khi mà tình trạng mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra. Xóm Trầm, xã Tân Minh. Hiện nay địa phương này đang có khoảng 30 hộ dân sinh sống trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ ảnh hưởng bởi sạt lở đất. Những ngày qua, nhiều hộ dân luôn bất an khi chứng kiến nước lũ kéo về. Cả đêm nay bọn em có ngủ đâu anh? Kiểu như thức cả đêm đến sáng kiểu như mà có chỗ thì mới làm ấy. Kiểu như kiểu lo nó sạt ở bên kia xuống nữa, cả hai bên nó xuống, lo lắng nhiều cái nữa. Kiểu như gia đình cả không biết nhà cửa mình thế nào, là mình cứ phải ở một chỗ. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hòa Bình phải sơ tán gần 1.300 hộ dân, gần 150 gia đình bị ảnh hưởng và 1.500 hecta hoa màu bị thiệt hại. Công tác khắc phục hậu quả đang được các địa phương gấp rút triển khai. Tiếp tục di rời cái chỗ này để bao giờ nó ổn định cái tình hình thời tiết cũng như là mưa bão. Thứ hai là tập trung khắc phục cái sạt lở và thông các cái tuyến đường giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, dự báo trong những ngày tới thì mưa lớn sẽ có thể tiếp tục xảy ra và khi đó tình trạng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Còn tại thủ đô Hà Nội, sáng sớm nay có lẽ người dân sẽ bàng hoàng khi mở cửa ra đường. Hàng loạt cây xanh đổ rạp ngổn ngang tan hoang trên tất cả các tuyến đường sau khi bão số 3 đi qua thành phố. Nhiều hàng cây xanh, nhiều cây cổ thụ đã gắn liền với ký ức của người thủ đô Hà Nội. Theo thống kê sơ bộ, hơn 14.000 cây xanh đã bị gãy đổ, chiếm hơn 10% số lượng cây xanh của thủ đô. Trời Hà Nội đổ mưa từng đợt. Từ sáng sớm, những công nhân công ty cây xanh hối hả cưa cành chặt thân cây gãy đổ vận chuyển đi. Cây xà cừ cổ thụ duy nhất trên phố Nguyễn Thái Học đã bật tung gốc đổ gục, giống như hàng loạt cây xanh trên tuyến phố này. Chị Hạnh bán hàng nước dưới gốc cây này gần 20 năm nay, không khỏi xót xa. Cây này có lâu rồi, từ ngày tôi bé có bán hàng ở đây, sinh sống ở đây. Trồng bao giờ mới được cái cây như thế này, rất là lâu. Một loạt xà cừ như là hết rồi, cây này là hết. Tiếc nuối, hụt hẫng, xót xa. Đó là cảm xúc chung của bao thế hệ người dân thủ đô. Những người từng gắn bó hàng chục năm với các hàng cây Hà Nội. Không bao giờ có thể cái thời gian đấy lấy lại được. Mất mát thì mà thời gian là mất mát lớn nhất. Đấy. Cái vết thương trong lòng con người ấy, thì không thể nguôi ngoai được. Ừ. Nhìn cái cảnh này xót xa quá. Tàn hoang, chưa bao giờ tôi chứng kiến cái cảnh này. Là thiên tài. Thiên tài xót xa. Hơn 17.000 cây gãy đổ, tức hơn 1/10 tổng số cây xanh trên địa bàn thành phố. Nhiều gốc cây hàng trăm năm tuổi cũng bị gió quật ngã. Trời Hà Nội vẫn có những đợt mưa bất chợt và vào cuối giờ chiều ngày hôm nay thì những con đường của Hà Nội người dân đã có thể đi lại bình thường. Những hàng cây bị gãy đổ thì đã được để gọn bên lề đường hoặc đang chờ để chuyển đi. Và có được điều đó là có sự vất vả của rất nhiều lực lượng. Đại diện công ty công viên cây xanh cho biết sẽ rà soát từng gốc cây một. Nếu cây nào có thể cứu được sẽ đưa đi trồng lại tại vườn ươm của công ty. Những hàng cây mới rồi sẽ được trồng lại.
Thế nhưng người Hà Nội hôm nay biết rằng mình đã mất đi một phần kỷ niệm, một phần ký ức với những hàng cây. Thưa quý vị, có thể nói là những cảnh tượng tan hoang chưa từng có trong lịch sử những cơn bão đã xảy ra tại thủ đô Hà Nội. Và ngay sau khi cơn bão số 3 suy yếu thì hoạt động khắc phục hậu quả do bão gây ra đã được các lực lượng vũ trang khẩn trương triển khai, cứu nạn, cứu hộ, dọn dẹp sau mưa bão. Tất cả đều đang nỗ lực để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão. Trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh, lực lượng cảnh sát biển đã tiếp cận được 8 tàu thuyền gồm tàu du lịch, xà lan chở hàng, đầu kéo bị chìm, mắc cạn, hư hỏng máy trong bão. Tập trung nhiều nhất ở khu vực Hòn Pháo Trong, Hòn Pháo Ngoài, Ti Tốp. 43 lao động trên các tàu này đã được đưa vào bờ an toàn, bàn giao cho chính quyền địa phương. Cũng tại vùng biển tỉnh Quảng Ninh, trong quá trình di chuyển đi tiếp nhận 11 người ở khu vực Hòn Dầm Đơn, tàu Hải quân 285 đã phát hiện và cứu được 6 người khác, gồm 2 lao động nuôi ngọc trai và 4 người bị trôi giặt là thuyền viên một tàu bị chìm. Tất cả 17 người được đưa vào bờ và bàn giao. Từ đêm qua và cả ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã huy động lực lượng quân sự tại tất cả các quận huyện tham gia cùng với các lực lượng khác thu dọn cây đổ, thông các tuyến đường để phục vụ đi lại. Riêng ngày hôm nay, có 400 cán bộ chiến sĩ, 14 phương tiện chuyên dụng hỗ trợ trên địa bàn 8 quận huyện bị thiệt hại nặng của Hà Nội. Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng trăm tin báo cứu hộ cứu nạn do cây đổ, nhà tốc mái và các tình huống khác do bão gây ra. Các lực lượng thuộc Công an thành phố đã điều động gần 200 lượt phương tiện, hơn 1.500 cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn, cứu hộ trong suốt thời gian bão đi qua và trong cả ngày hôm nay. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động ứng trực 100% quân số, chia lực lượng tham gia hỗ trợ tại các tỉnh thành có bão đi qua như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương liên tục trong những ngày qua. Tại nhiều khu vực dân cư bị thiệt hại, lực lượng đã tham gia di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Sáng nay, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc đã khẩn trương cùng nhân dân chống lũ. Vâng, và trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão số 3 những ngày qua, thì hai cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh, đó là Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm thuộc quân khu 3 đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Quảng Ninh và Thiếu tá Trần Quốc Hoàng là cán bộ trại giam Quảng Ninh hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho trại giam và các phạm nhân. Và cơn bão số 3 đã làm cho 3 triệu khách hàng sử dụng điện ở 15 tỉnh thành bị mất điện. Ở trong đó, riêng tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng bị mất điện trên diện rộng. Và ngay trong sáng nay, ngành điện đã tập trung nhân lực, vật tư, máy móc để khắc phục sự cố, sớm cấp lại điện cho khách hàng. Cơn bão số 3 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cấp điện cho các địa phương. Trong đó, từ hôm qua đến hết trưa nay, Hải Phòng, Quảng Ninh vẫn mất điện trên diện rộng. Các địa phương như Hải Dương, Thái Bình, Bắc Giang phải cắt điện từ 20 đến 50%. 99% phụ tải của Quảng Ninh là không có được yêu cầu cấp điện. Chúng tôi cũng đã đề nghị Bộ Công Thương với EVN và Tổng Công ty Đường Miền Bắc phải khẩn trương chung tay phối hợp. Chúng tôi đã yêu cầu các ủy chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho tất cả các đơn vị của ngành điện là tập trung khắc phục sự cố và đảm bảo là trong ngày 1, ngày 2 sẽ phải triển khai được đồng bộ và cung cấp được điện cho người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn. Thưa quý vị, theo thống kê của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, thì cơn bão số 3 đi qua đã khiến cho 2 triệu khách hàng bị cắt điện tại các địa phương. Dự kiến trong ngày hôm nay thì việc cung cấp điện cũng như là công tác khắc phục thiệt hại sẽ được triển khai tích cực. Bão số 3 đã gây gián đoạn việc cấp điện của gần 50 tuyến đường dây từ 100 kV đến 500 kV tại khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh. Ngay sau khi bão tan, trong ngày hôm nay, các lực lượng chức năng tại các địa phương đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiệm vụ. Chiều nay là sẽ ít nhất phải được là trên 3/4 các lộ đường dây chính, còn cái đường dây trung thế thì khả năng tối nay thì tôi sẽ khôi phục xong toàn bộ. Theo tính toán của chúng tôi thì cơ bản đến hết ngày hôm nay sẽ có từ 60% đến 80% số khách hàng được khôi phục lại điện, cấp điện an toàn ổn định. Vì còn số còn lại thì sẽ được khắc phục trong thời gian ngắn nhất trong thời gian tới. Theo kế hoạch sửa chữa khắc phục điện, đến cuối giờ chiều nay tại khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh, cơ bản đã khắc phục xong các sự cố đường dây 500 kV, 220 kV và 110 kV, cũng như trạm biến áp để sẵn sàng cung cấp điện trở lại. Cơn bão số 3 đã khiến cho 7 tuyến cáp quang liên tỉnh bị đứt, 27 cột phát sóng bị gãy đổ, hơn 6.200 trạm phát sóng bị mất điện, gây mất liên lạc di động tại nhiều tỉnh thành Bắc Bộ. Hôm nay thì hàng nghìn nhân lực của ngành viễn thông đã tích cực xử lý sự cố, phục hồi hạ tầng viễn thông, giúp kết nối lại hệ thống thông tin liên lạc.
kết nối lại hệ thống các tuyến cáp viễn thông bị đứt, triển khai các xe phát sóng lưu động để đảm bảo thông tin liên lạc tại các khu vực gãy đổ cột anten, tăng công suất phát của các trạm lân cận để đảm bảo vùng phủ sóng. Nhiều giải pháp được các doanh nghiệp viễn thông triển khai ngay sau khi bão số 3 đi qua. Trong đêm qua và sáng nay chúng tôi đã tập trung khắc phục lại toàn bộ các tuyến cáp trục ở nội tỉnh, các cái nốt mạng và cung cấp dịch vụ với các trạm di động mất điện hoặc đứt truyền dẫn thì chúng tôi sẽ tiếp cận để chạy máy nổ ứng cứu hồi phục cho cái trạm phát sóng ngay. Chúng tôi cũng sẽ phấn đấu là quyết tâm trong thời gian sớm nhất sẽ khắc phục toàn bộ về hạ tầng mạng lưới cho mảng di động và cố định để phục vụ bà con. Các nhà mạng cũng lắp đặt hàng trăm điểm sạc pin di động phục vụ 24/24 giờ, hỗ trợ cước điện thoại và dung lượng dữ liệu cho người dân. Cục Viễn thông đã chỉ đạo các đơn vị viễn thông hỗ trợ nhau cùng khắc phục sự cố, đồng thời điều phối lực lượng, phương tiện, thiết bị từ các tỉnh lân cận tới khu vực chịu ảnh hưởng nặng bởi bão. Mục tiêu của chúng tôi là trong ngày hôm nay, ngày 8 tháng 9 năm 2024, sẽ khôi phục được thông tin liên lạc. Chúng tôi cho phép các doanh nghiệp roaming trong thời gian mà một doanh nghiệp chưa khắc phục được sự cố mình, nhưng doanh nghiệp khác đã khắc phục được sự cố để đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân. Đến chiều nay, hệ thống thông tin liên lạc tại Quảng Ninh cơ bản đã được khôi phục. Còn tại Hải Phòng, điện lưới mất, cây đổ và tình trạng ngập trên diện rộng nên việc khắc phục khó khăn hơn. Dự kiến trong 3 ngày tới, hệ thống thông tin liên lạc tại các địa phương sẽ được khôi phục hoàn toàn. Bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay, sân bay Nội Bài, Hà Nội, Cát Bi, Hải Phòng, Vân Đồn, Quảng Ninh và Thọ Xuân của Thanh Hóa đã hoạt động trở lại sau 14 giờ tạm ngừng do bão số 3. Và trong thời gian này, 145 chuyến bay đã bị ảnh hưởng, trong đó các hãng phải hủy là 65 chuyến. Nên trong ngày hôm nay, các hãng hàng không đã phải tăng chuyến bay giải tỏa. Giằng néo các máy bay ngay tại sân đỗ, tiếp từ 20 đến 100 tấn dầu để đảm bảo tải tránh bị xê dịch trong bão. Gần 50 tàu bay phải chuyển sân để đảm bảo có các vị trí đỗ an toàn. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã vượt qua cái ảnh hưởng của cơn bão số 3 và không có bất kỳ thiệt hại nào về người cũng như ảnh hưởng đến công tác khai thác. Trong ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin khí tượng, các cái bản tin dự báo. Các hãng hàng không cũng đã có kế hoạch khai thác và giải tỏa các chuyến bay bị giãn hoãn bởi bão, đảm bảo quyền lợi cho khách đã đặt vé. Chúng tôi đã nhanh chóng tiếp nhận và phục công tác khai thác để tiếp nhận các tàu bay đến và đi để phục bà con. Vietjet đã có 143 chuyến bay đến và đi để phục vụ trên toàn tuyến. Chúng tôi đã thực hiện ngay các chuyến bay theo kế hoạch được cấp phép của các nhà chức trách. Chúng tôi cũng chủ động đưa các tàu bay thân rộng để phục vụ hành khách. Cục Hàng không cho biết ước tính sơ bộ đã có gần 150 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão số 3 Giangi. Ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài thì các dây chuyền hàng không như thế này đã được hoạt động trở lại bình thường. Và quan trọng nhất lúc này tại các cảng hàng không là việc phải đảm bảo an toàn khai thác bay. Bởi sau bão thì có thể sẽ có mưa lớn, có hoàn lưu của bão và điều này thì sẽ ảnh hưởng đến việc hạ cánh của các chuyến bay. Dự kiến là chỉ tính riêng tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong ngày hôm nay sẽ có gần 630 chuyến bay cất hạ cánh. Hiện các sân bay còn lại như là Vân Đồn, Quảng Ninh, Thọ Xuân của Thanh Hóa cũng đã hoạt động trở lại bình thường từ 20 giờ ngày hôm qua. Có thể thấy là bão số 3 đang ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp thì cũng là lĩnh vực ảnh hưởng rất lớn khi mà dự báo hoàn lưu bão sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ trong những ngày sắp tới. Theo báo cáo nhanh của 9 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng thì diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng do ngập úng đổ ngã là hơn 120.000 ha, diện tích cây ăn quả bị ảnh hưởng là hơn 5.000 ha, hơn 1.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản đã bị hỏng và cuốn trôi, 25 tàu xi măng và gỗ loại nhỏ đã bị chìm tại nơi neo đậu ở tỉnh Quảng Ninh. Tin chúng tôi vừa nhận được, theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến lúc này bão số 3 đã làm 24 người thiệt mạng và mất tích, ở trong đó 9 người thiệt mạng do bão, 12 người thiệt mạng do sạt lở đất, 3 người thiệt mạng do lũ cuốn, 229 người bị thương, hơn 8.000 ngôi nhà bị hư hỏng, 25 tàu thuyền bị chìm, gần 110.000 hecta lúa, gần 18.000 hecta hoa màu bị ngập úng và bị thiệt hại, trên 1.100 lồng bè nuôi thủy sản bị hư hỏng hoặc bị cuốn trôi. Tin chúng tôi vừa thực hiện, cách đây ít phút, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đến thành phố Hải Phòng để kiểm tra đánh giá tình hình và làm việc với lãnh đạo thành phố về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, đến 19 giờ ngày hôm nay, thành phố Hải Phòng vẫn bị mất điện trên diện rộng.
Nhiều tuyến đường của thành phố vẫn ngập sâu. Cơn bão số 3 đã làm 2 người dân tại huyện Tiên Lãng bị thiệt mạng, 18 người bị thương. Cây xanh, cột đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, biển báo bị gãy đổ trên khắp các tuyến đường. Hơn 500 nhà dân, 128 trường học, 13 cơ sở y tế bị hư hỏng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thị sát khu chung cư A7 Vạn Mỹ đã xuống cấp nhiều năm nay. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân, chính quyền thành phố Hải Phòng đã di dời toàn bộ dân cư sinh sống tại đây đi tránh bão. Thủ tướng đánh giá cao quyết định của thành phố, đồng thời đề nghị thành phố đảm bảo nơi ăn chốn ở, đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho người dân phải di dời. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo địa phương và các bộ ngành làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương cấp ủy chính quyền thành phố Hải Phòng đã tích cực triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành, nhất là 3 công điện của Thủ tướng Chính phủ một cách nghiêm túc, hiệu quả, hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất có thể. Những ngày tới, Thủ tướng đề nghị quan tâm cứu chữa, hỗ trợ người bị thương, lo hậu sự cho người thiệt mạng, khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh, sinh kế cho người dân, rà soát thống kê toàn bộ thiệt hại để tính toán phương án có giải pháp khắc phục hiệu quả. Bên cạnh đó, thành phố cần huy động tất cả các lực lượng tham gia dọn dẹp vệ sinh, cắt cành, cắt lá, trồng lại cây, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các nhà mạng khẩn trương khắc phục ngay việc mất điện, mất sóng viễn thông. Theo báo cáo của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đến 17 giờ chiều nay đã khắc phục xong việc mất sóng viễn thông ở Cát Bà. Thủ tướng cũng đề nghị thành phố khắc phục sự cố liên quan đến các cơ sở y tế, giáo dục để chữa bệnh cho người dân và đưa các cháu học sinh trở lại trường sớm. Đồng thời, các bộ ngành nghiên cứu chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân bị thiệt hại do bão, các cơ quan thuế nghiên cứu chính sách miễn, giãn, hoãn thuế, phí, lệ phí, ngân hàng nghiên cứu chính sách cho vay, giảm hoãn nợ, đáo nợ để tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh. Thủ tướng yêu cầu thành phố thành lập các tổ công tác đến các quận huyện trên địa bàn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, kiểm soát không để tăng giá các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm giao thông thông suốt, đặc biệt cương quyết di dời ngay người dân đang sống tại các chung cư cũ không an toàn, đồng thời đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, giải quyết chỗ ở cho người dân theo các chính sách mua, thuê và thuê mua. Tại tỉnh Hải Nam Trung Quốc thì thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra thì cũng rất nặng nề. Ước tính sơ bộ thiệt hại kinh tế do siêu bão Yagi là cực kỳ lớn. Bão đã khiến cho 4 người thiệt mạng và 95 người khác bị thương. Hơn nửa triệu người trên khắp đảo Hải Nam đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão này. Hai thành phố trực tiếp bão đổ bộ là Hải Khẩu và Văn Xương. Ước tính thiệt hại là lên đến 60 tỷ nhân dân tệ, tức là gần 8,5 tỷ đô la Mỹ. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã phân bổ hơn 28 triệu đô la Mỹ hỗ trợ cho các tỉnh Hải Nam và Quảng Đông khắc phục hậu quả. Bộ Tài chính và Quản lý khẩn cấp Trung Quốc cũng phân bổ khoản kinh phí lên tới 38 triệu đô la Mỹ hỗ trợ cho Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam phòng chống bão lũ và cứu trợ thiên tai. Và sáng nay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn, dông lốc, gió lớn ở các vùng bị ảnh hưởng của siêu bão Yagi. Trong những khoảnh khắc bão số 3 hoành hành tại các tỉnh miền Bắc, dù lo sợ trước sự tàn phá của thiên tai, thế nhưng trong khó khăn, người Việt Nam vẫn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau để cùng vượt qua khó khăn. Trong một hình ảnh từ cuộc sống ngày hôm nay thì chúng tôi xin được gửi tới quý vị khán giả hình ảnh cảm động về tinh thần cùng nhau vượt bão khi mà nhiều ô tô di chuyển trên cầu Nhật Tân Hà Nội đã chủ động đi chậm nhằm che chắn gió bão cho các xe máy cùng lưu thông trên cầu. Đây là hình ảnh do những người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.
tin chúng tôi vừa nhận được, chiều tối nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Vnukovo, thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga. Đón đoàn tại sân bay có Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Menikov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam, cán bộ nhân viên đại sứ quán cùng đông đảo đồng bào ta đang sinh sống, làm việc tại Nga. Đây là chuyến thăm chính thức Liên bang Nga đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và cũng là chuyến thăm Nga đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước ta tới Nga trong năm 2024. Chuyến thăm nhằm cụ thể hóa tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga được lãnh đạo hai nước thống nhất nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin tháng 6 vừa qua, cũng như nội dung về định hướng thúc đẩy hợp tác được thống nhất giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Nga Putin trong cuộc điện đàm hồi tháng 8. Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến, gặp gỡ với lãnh đạo cấp cao nhà nước Liên bang Nga cùng lãnh đạo một số chính đảng lớn, góp phần thúc đẩy củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga nói chung, quan hệ hợp tác chặt chẽ tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam với Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang của Quốc hội Liên bang Nga nói riêng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.